Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, mình được tử vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, đón năm 2024 âm lịch, gặp vận may liên tiếp, vận đắc tài phú, tài lộc ùn ùn lao tới, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý cô bác thân mến, từ xin thời chắc hẳn cô bác đã quá thấm thía cái cảnh nghèo khổ, bần cùng thiếu thốn vô cùng, tuổi trẻ luôn phải sống trong những chuỗi ngày trông gai gian khổ, thậm chí là trắng tay, tiền làm ra thì ít, mà tiền tiêu thì nhiều vô kể. Cũng vất vả khổ cực lam lũ quanh năm suốt tháng mà chẳng thấy tiền đâu, chỉ thấy nợ nần chồng chất, tương lai thì mờ mịt như là đi trong sương mù, cứ tưởng rằng thế thôi là xong, cái kiếp người này chẳng còn cái hy vọng gì nữa. Có cố gắng thì cũng chẳng khấm khá lên được, công việc thì không có người chỉ điểm, lộc lá thì cũng chẳng tới tay mình, làm gì thì cũng thế, bế tắc và không tìm thấy đường ra khổ cực vô cùng. Nhưng nếu như bản mệnh đang hữu duyên nghe được video này thì xin chúc mừng quý cô bác. Thời vận của cô bác đã tới, bởi khi bước sang năm 2024, các bậc thầy tử vi dự báo thiên mệnh của cô bác tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, bỗng gặp được thiên thời địa lợi, khiến cho vận trình của bản mệnh bỗng chốc sẽ được vụt sáng. Mọi sự hanh thông bất ngờ, giúp cho bản mệnh trở thành một con giáp giàu có ở tuổi 68, vừa nhàn hạ, lại may mắn trong mọi việc. Phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả xưa kia đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập đầy két, khiến cho ai ai cũng phải trầm trồ thán phục. Vậy để biết được vận trình cụ thể của quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 sẽ diễn biến ra sao, thì xin mời quý cô bác hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, các chuyên gia tử vi đã xem tổng quan tử vi của tuổi Đinh Dậu 1957 trong năm 2024 thấy rằng, xét theo can chi, ngũ hành. Đối với nam mạng, xét về thiên can, Đinh gặp giáp bình hòa, cuộc sống bình yên trôi qua, hầu như ít gặp biến cố nào đáng lo ngại. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn Lâm cục diện nhị hợp, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, vận trình hanh thông, cuộc sống hài hòa, đủ đầy về vật chất, gia đạo hay sức khỏe đều được cải thiện đáng kể. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, sức khỏe càng thêm cải thiện, có đau ốm cũng gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tiểu kết, xét về yếu tố can chi, ngũ hành thấy rằng 2024 là năm thuận lợi và bình yên với tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, năm này được hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình, đương số gặp nhiều may mắn, khó khăn có người giúp sức, đau ốm gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, cuộc sống bình an trôi qua bên người thân yêu, tinh thần vì thế mà cũng thêm phần phấn khởi, có thể đón hỷ sự của con cháu trong nhà. Đối với nữ mạng, nữ mệnh Đinh Dậu 1957 có ngũ hành hỏa, gặp năm 2024 cũng là ngũ hành hỏa, sẽ mang tới năng lượng tương trợ. Trong công việc nếu biết nỗ lực và cố gắng, không nản chí ắt sẽ có được thành tích như mong đợi. Nữ mệnh 1957 thuộc can Đinh, hành hỏa, gặp năm 2024 là can Giáp, hành Mộc, có quan hệ tương sinh, do đó, trong việc làm ăn sẽ có quý nhân phù trợ, giúp kết quả trở nên khả quan hơn. Bên cạnh đó, chủ mệnh cũng cần cố gắng nhiều hơn và đặt ra mục tiêu cho bản thân để không bị thụt lùi so với bạn bè đồng trang lứa. Năm Giáp Thìn 2024 cung chấn, Mộc, gặp người có cung cấn, thổ, chủ về khó khăn và bất lợi, do hai cung này kết hợp lại tạo nên khí lục sát. Xét theo tử vi Đinh Dậu 1957 nữ mạng năm 2024, đang là giai đoạn cao niên, bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sức khỏe, do đó, bản mệnh cần chú trọng quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn,
xây dựng cho bản thân một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với tập thể dục các bài tập nhẹ thường xuyên và bản mệnh cũng đừng cố mà gắng gượng quá, hãy dựa vào con cháu nhiều hơn. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với vận trình tổng quan tử vi năm 2024 tuổi Đinh Dậu 1957 trên các phương diện như sau. Tử vi 2024 nhận định, đối mặt với cục diện xung thái tuế và sao xấu chiếu, Đinh Dậu có thể là một năm khó khăn nhiều biến động và áp lực đối với người tuổi Dậu. Mọi thứ đương đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ 2023. Cảm giác kiếm tiền chật vật, nhưng quý vị yên tâm, mọi thành quả quý vị nhận được đều xứng đáng với mồ hôi công sức mà quý vị đã bỏ ra. Phương diện công việc của bản mệnh nhìn chung có nhiều bước phát triển rõ rệt trong năm, bản mệnh giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh và sáng suốt, nên thường là người đầu tiên nắm bắt các cơ hội, đem về nhiều lợi ích cho bản thân và tập thể. Người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lối mòn trước đây, thu về nhiều thành công rực rỡ. Tài khí trong năm của bản mệnh cũng tăng mạnh, công việc thuận lợi, kéo theo tài lộc gia tăng đều đặn, thậm chí trong năm còn có nhiều lộc về kinh doanh, buôn bán hoặc các khoản tiền tăng lương, tăng thưởng. Với những người làm kinh tế, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có lượng khách hàng đông đảo, không sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Phương diện tình cảm nhìn chung có tốt có xấu, Minh Đường tử vi khuyên bản mệnh nên nghiêm túc và chân thành khi đến với người khác, như vậy mới duy trì được mối quan hệ lâu bền. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên cả tin nghe theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác, kẻo bị lừa gạt tình cảm. Với những người đã lập gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người ngoài, tránh để kẻ thứ ba xuất hiện. Nhìn chung bản mệnh duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt trong năm này, thậm chí một vài người còn chữa được tận gốc những căn bệnh mãn tính đã làm phiền mình suốt bấy lâu. Hãy luôn giữ chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể chất mỗi ngày để luôn khỏe mạnh nhé. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu 1957, để có một năm thuận lợi và may mắn, thì thường vào đầu năm mới gia chủ sẽ chọn tuổi xông nhà. Vậy năm 2024 này, quý tín chủ tuổi Đinh Dậu 1957 sẽ chọn tuổi nào là phù hợp nhất? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Để chào đón một năm mới thịnh vượng, phát tài, người Việt ta thường xem tuổi xông nhà đầu năm, theo đó, gia đình sẽ mời người đức độ, hiền lành, hợp tuổi với chủ nhà để tới xông nhà đầu tiên. Trong 12 con giáp, tuổi Đinh Dậu 1957 hợp với tuổi Tỵ, Sửu hoặc tuổi Thìn. Ngoài ra tuổi Đinh Dậu cũng có thể chọn những người mệnh mộc tới xông nhà. Cụ thể trong năm 2024, gia chủ tuổi Đinh Dậu hợp với các tuổi sau. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Quý vị thân mến, khi chọn tuổi xông nhà, chủ yếu thì tuổi nào cũng đều có thể đến xông nhà. Miễn sao là người đó có lối sống lành mạnh, thiện lành, tử tế thì đều sẽ mang tới cho gia chủ nhiều điều tốt đẹp quý vị nhé. Và dưới đây là vận trình chi tiết tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2024 trên các phương diện. Xuất hành đầu năm mới 2024. Bản mệnh Đinh Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành,
kèo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung có nhiều bước tiến rõ rệt trong năm này, một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ dẫn đầu xu hướng. Năm này nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao, thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Với người kinh doanh, các tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới phát triển kinh doanh. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm bạn cũng gặp vạn sự như ý do tác động của hung tinh. Như tử phù chẳng hạn, hung tinh này tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan khinh suất, nó có thể biến những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bản mệnh dù có đang thắng thế cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử, thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn ngay. Trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó, hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay bạn cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân. Về phương diện tài lộc. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2024, về phương diện tài lộc thấy rõ dấu hiệu vượng phát, tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với năm ngoái. Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp, công danh, bạn gặt hái được thành công cao trong công việc. Những thành tích gặt hái được giúp tập thể thu về không ít lợi nhuận, bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Còn với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ, nên nhiều mối làm ăn buôn bán thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín, nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông, bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của tam tai và hung tinh tử phù. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ, đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi, cũng muốn bắt chước theo, bởi có thể đối phương có những lợi thế mà bạn không có được. Tốt nhất làm việc gì cũng hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp bạn thu tiền về đầy túi, còn nếu chạy theo xu thế thị trường hoặc mù quáng nghe theo lời rủ rê, bạn sẽ sớm cháy túi. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2024 về phương diện sức khỏe. Rất đáng mừng là đương số duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt khi bước sang năm 2024. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân duy trì lối sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể thêm phần dẻo dai, khỏe mạnh. Với người đang có bệnh trong người, hãy luôn suy nghĩ lạc quan và thực hiện đúng theo lời dặn dò của bác sĩ, bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, thậm chí một vài người gặp thầy gặp thuốc còn có thể chữa dứt được căn bệnh đã làm phiền mình suốt bấy lâu nay. Những lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, đừng ngại tâm sự với người đáng tin cậy. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn phải mở lòng thì người khác mới biết để giúp đỡ bạn. Về phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Dậu. Chuyện tình cảm có tốt có xấu do cả những yếu tố khách quan và chủ quan, vì thế bạn nên chú ý hơn trong cách nói năng, hành xử, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh để hạn chế rắc rối.
Sao hàm chì xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn dễ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm. Do đó, yêu ai thì cần nghiêm túc, chớ đứng núi này trông núi nọ. Bắt cá hai tay kẻo cuối cùng thì lắm mối tối nằm không. Nếu bạn không chân thành trong tình yêu thì dễ khiến những người chân thành với mình tổn thương, đến lúc hối hận thì khó có thể cứu vãn được nữa. Bên cạnh đó, một số người cũng phải lý trí hơn trong chuyện tình cảm, chớ siêu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, đừng chỉ nghe lời đối phương nói, bạn cần để ý xem những hành động của đối phương có thể hiện rõ sự quan tâm, chân thành với mình hay không. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của vợ chồng bạn không có nhiều biến động, song nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành trong năm nay, có thể những dấu hiệu rạn nứt đang xuất hiện dần dần. Mà cả hai đều không nhận ra, mỗi ngày hãy dành thời gian để trò chuyện và giúp đỡ nhau, những việc làm nhỏ nhặt cũng đủ thể hiện sự quan tâm và giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Người trưởng thành khó tránh khỏi những lúc phải xã giao, tiệc tùng, song bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Đừng để đào hoa xấu có cơ hội xuất hiện, trước khi làm việc gì, bạn cần nghĩ tới người thân, đừng buông thả bản thân kẻo hối hận cũng không kịp. Luận giải tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2024, nam nữ mạng. Riêng với nam mạng, thưa quý vị, những người tuổi Đinh Dậu có ngày sinh từ ngày 31 tháng 01 năm 1957 đến ngày 17 tháng 2 năm 1958 dương lịch, cầm tinh con gà, thiên can đinh, kết hợp với địa chi Dậu mang ý nghĩa độc lập chi kê, gà độc thân. Nam mạng tuổi Dậu 1957 mệnh hỏa, sơn hạ hỏa. Năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa, theo quy luật ngũ hành, mệnh hỏa của năm gặp mệnh hỏa của tuổi, nên được bình hòa, lại có thiên can giáp gặp can đinh là bình hòa, địa chi Thìn lục hợp với Dậu nên rất tốt. Với những yếu tố thuận lợi về mệnh, thiên can, địa chi, năm 2024 được dự đoán là một năm đầy khởi sắc với nam mạng tuổi Đinh Dậu. Nếu có dự định nào đó đã ấp ủ từ lâu thì mệnh chủ hãy tiến hành thực hiện. Trong năm Giáp Thìn này, nam Đinh Dậu 1957 sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu có mục tiêu rõ ràng và kiên trì, nỗ lực làm việc. Chủ mệnh sống lành mạnh, tích cực, luôn giữ sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề thì cuộc sống sẽ sung túc, ấm no. Bước sang độ tuổi 68, sự nghiệp của nam tuổi Đinh Dậu đã có sự ổn định và đạt được những thành tựu nhất định. Chủ mệnh chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để duy trì được những thành quả ấy và để lại làm nền tảng cho con cháu phát triển sau này. Đối với tuổi Đinh Dậu nam mạng, đây đã là thời gian nghỉ hưu tỉnh dưỡng, nhưng là người chăm chỉ, cần cù, nên chủ mệnh vẫn làm những công việc nhẹ nhàng, an toàn, vừa để tinh thần thoải mái, lại tốt cho sức khỏe. Vận trình tài chính của quý ông tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 rất ổn định, thuận lợi, mệnh chủ nhận được những khoản lương hưu mỗi tháng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong cuộc sống đời thường, thỉnh thoảng lại có những niềm vui bất ngờ do được con cháu biếu tặng, nếu sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý thì nam tuổi Đinh Dậu sẽ có những khoản tiền tiết kiệm dư giả trong năm 2024 này. Khoản dự trữ này rất cần thiết để quý ông có một cuộc sống an lạc, thư thả, chủ động hơn. Phương diện gia đạo của nam tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 được hòa thuận vui vẻ, là người lớn tuổi trong gia đình. Chủ mệnh luôn cư xử chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Chính vì thế, quý ông rất có tiếng nói trong gia đình và được mọi người kính nể. Ở độ tuổi 68 cũng là thời điểm tuổi Đinh Dậu nam mạng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi suy cho cùng, gia đình mới là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Những bữa ăn tối thân mật, những cuộc trò chuyện chia sẻ, thấu hiểu nhau sẽ giúp mọi người trong gia đình gần gũi, gắn kết với nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe của nam mạng Đinh Dậu đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, thi thoảng gặp những thay đổi trong cơ thể, đau ốm vặt, nhưng chủ mệnh không được chủ quan mà phải đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong năm 2024 này, bản mệnh nên giữ cho mình một tâm trí thảnh thơi, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ để có một sức khỏe tốt nhất. Đồng thời, Đinh Dậu nam mạng có thể tham gia các khóa thiền định, tập luyện dưỡng sinh để làm đẹp đời sống tinh thần. Đối với nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 là năm mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm gặp mệnh hỏa của tuổi nên được bình hòa, thiên can giáp gặp can đinh là bình hòa, địa chi Thìn lục hợp với Dậu mọi sự tốt lành. Nhìn chung vận trình tử vi năm 2024 của nữ mạng tuổi Đinh Dậu có nhiều khởi sắc, chủ mệnh gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tinh thần lúc nào cũng an lạc, cuộc sống bình yên, mãn nguyện như ý. Trong năm Giáp Thìn này, nữ Đinh Dậu 1957 sẽ có nhiều cơ hội thực hiện những dự định trước đó của mình, quý bà có nhiều thời gian hơn cho bản thân, hướng tới cuộc sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần,
chỉ cần luôn giữ được thái độ sống tích cực thì đời sẽ yên vui. Ở độ tuổi này, sự nghiệp của quý bà đã đi vào quỹ đạo của sự ổn định, không gặp nhiều biến động, chủ mệnh là người giàu kinh nghiệm làm việc, có những thành tựu cho riêng mình, vì thế hãy truyền đạt lại những kiến thức cho con cháu để tạo nền tảng vững chắc cho đời sau. Tuổi Đinh Dậu nữ mạng trong năm 2024 nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không áp lực nhiều, chủ yếu là để tinh thần thoải mái trong những lúc rảnh rỗi, cân bằng được thời gian giữa công việc và gia đình, sẽ giúp quý bà tận hưởng được từng phút giây của cuộc sống. Vận trình tài chính của quý bà tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 khá thuận lợi. Ở độ tuổi này, chủ mệnh nên có những khoản tiết kiệm dự trữ, đề phòng nếu có việc cần đến tiền bạc. Nữ tuổi Đinh Dậu cũng được nhận lương hưu mỗi tháng, nên bản mệnh không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc, chủ yếu khi ở độ tuổi 68. Đinh Dậu nữ mạng hướng tới cuộc sống giản dị, thanh tao, chọn một cuộc sống đơn giản, giúp chủ mệnh bớt trăn trở, suy nghĩ, không bị chuyện tiền bạc trở thành áp lực. Trong năm 2024, tuổi Đinh Dậu nữ mạng sẽ được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bên con cháu, gia đình mình. Là người lớn tuổi trong gia đình, quý bà luôn cư xử đúng chuẩn mực để con cháu noi theo. Đối với nữ tuổi Dậu 1957, gia đình có đoàn kết thì mới nhận được nhiều phúc khí, để các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Thì rất cần có sự kết nối của quý bà, những bữa cơm quây quần bên gia đình, sự trò chuyện, quan tâm lẫn nhau là mấu chốt để gia đình luôn hòa hợp hạnh phúc. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Đinh Dậu 1957 nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của bản thân. Chủ mệnh nên thăm khám sức khỏe định kỳ để duy trì cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất, đồng thời không chủ quan dù chỉ là đau ốm vặt. Để sống khỏe thì ngoài việc quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thể thao lành mạnh, quý bà tuổi Đinh Dậu nên chú trọng về đời sống tinh thần. Bởi thân và tâm của con người có mối liên kết với nhau, muốn sống khỏe thì tinh thần lúc nào cũng thoải mái, lạc quan. Và cuối cùng là phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Đinh Dậu 1957. Trong năm 2024, dù 2024 được đánh giá là năm khá cát lành với người tuổi Đinh Dậu, nhưng không vì thế mà chủ quan khinh suất, vẫn còn một vài nốt trầm khi hung tinh tác động. Để hạn chế nó hãy áp dụng những điều sau, tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm. Quý vị thân mến, khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn, thì người tuổi Đinh Dậu lại càng cần đề cao tính này, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khi người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động. Sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân, một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, ông trời sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xuôi khí từ đó cũng bị tiêu trừ, các khí gia tăng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi ta đã có thiên thời, địa lợi rồi, thì cần tránh tuyệt đối tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm vào đó. Trái lại, nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy, có như thế thì các khí mới được nhân lên, hung khí chiết giảm. Người tuổi Đinh Dậu mới chủ động làm chủ, cũng như thay đổi số mệnh của chính mình, hướng tới năm 2024 thành công rực rỡ, sở cầu như nguyện ở nhiều phương diện. Vận trình tử vi hàng tháng của tuổi Đinh Dậu 1957 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Công việc làm ăn suôn sẻ, có thể là thời điểm khởi sự quan trọng nào đó, quyết định đưa ra rất nhanh chóng và chính xác, có điều, tình cảm gặp trục trặc do có sự dối trá. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Cơ hội làm ăn lớn đến ngay trước mặt, nhưng lại để tuột mất chỉ vì sự ngạo mạn cá nhân, tiền bạc tiêu hao nhiều cho cả bản thân và người trong gia đình, đề phòng mất trộm tiền của. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Tài khí khởi vượng, kinh doanh buôn bán có lộc, làm công ăn lương được đề bạc thăng tiến hoặc tăng lương, đi xa gặp quý nhân phù trợ, trong nhà có hỷ tín. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Gặp bất lợi khi phải đứng mũi chịu sào trong việc quan trọng nào đó, nên tìm người hợp tuổi để hợp tác làm ăn sẽ thuận hơn. Vẫn thu về thành quả như mong đợi,
Sức khỏe gặp bất lợi do cơ thể căng thẳng, khó tránh bị đau nửa đầu hoặc các tật về mắt. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Đề phòng hỏa hoạn hay bị mất cắp đồ giá trị, tiền bạc tiêu hao nhiều, một phần đầu tư cho các mối quan hệ xã giao, một phần vì thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Có quý nhân phù trợ trong công việc và chuyện tình cảm, có khách quý phương xa mang tin vui đến. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Tài khí vượng, làm ăn phát đạt, có thể ký kết hợp đồng lớn, làm được điều mà phần đông không nhìn ra cơ hội trong đó. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Đi đứng cẩn thận kẻo gặp họa hình thương, bị va quẹt xe cộ hoặc vấp ngã gây chấn thương vùng lưng hoặc bụng, phụ nữ có thai càng phải đi đứng cẩn trọng. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Tiền thu nhiều hơn chi, lúc nào cũng rủng rỉnh, hỗ trợ cả cho người thân bạn bè, có dấu hiệu thăng tiến trong công việc nhờ một vài ý tưởng sáng tạo mới lạ. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Có cơ hội thể hiện tài năng hoặc khẳng định vị thế, được cất nhắc đề bạc lên vị trí tốt hơn, tài lộc gia tăng ở nhiều nguồn, có điều cơ thể suy nhược do quá lao lực nên chú trọng nghỉ ngơi. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Dấu hiệu thị phi đeo bám gây cản trở công việc hoặc tiến trình yêu đương của bản mệnh, đi xa gặp bất lợi, có thể gặp tai nạn đường sông nước, hết sức thận trọng. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Vận quý nhân vượng, gặp khó có người nâng đỡ, mở rộng công việc làm ăn hay thậm chí chuyển đổi mô hình, thay đổi công việc, thuyên chuyển công tác đều có lợi cho đương số, thu nhập gia tăng đáng kể, gồm cả lương thưởng và khoản thu nhập phụ. Quý vị thân mến, với mỗi quý cô bác anh chị ở độ tuổi này thì việc sức khỏe suy giảm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như biết chăm sóc giữ gìn thì quý cô bác sẽ có một sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Và ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị một số cách để nâng cao sức khỏe của cô bác trong thời điểm này. 1. Tập thể dục thể thao điều độ. Thưa quý vị, tập thể dục có vai trò quan trọng đối với sức khỏe ở mọi lứa tuổi, nhưng đối với những người cao tuổi điều này còn quan trọng hơn. Nên nhớ rằng hiệu quả chỉ đến khi có một kế hoạch rèn luyện khoa học và phù hợp với chính bản thân mình. Các mục tiêu phải dựa trên tình trạng sức khỏe của chính mình và thấy rõ mình cần khắc phục những nhược điểm gì. Khi rèn luyện thân thể cần lưu ý rằng bất cứ một bài tập nào cũng bao gồm các yếu tố sau: tần số động tác, cường độ vận động và thời gian tập luyện. Để đạt hiệu quả mong muốn cần đảm bảo các yếu tố trên phải được tái lập đồng đều, tăng giảm phù hợp với chính bản thân mình và trong từng giai đoạn nhất định. Cần lưu ý, khi không cảm nhận được sự thoải mái sau mỗi buổi tập hoặc thậm chí thấy có các vấn đề làm chúng ta bất an, tốt nhất hãy khám và tư vấn tại phòng khám y học thể thao hoặc tại bệnh viện. 2. Chế độ dinh dưỡng. Người cao tuổi nên ăn uống khoa học hợp lý để có đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như năng lượng, sức khỏe cần thiết cho tuổi già nên ăn nhiều rau củ, trái cây tươi và các loại hạt ngũ cốc. Người cao tuổi nên ăn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, lựa chọn rau củ và trái cây chứa nhiều chất xơ, vitamin và các khoáng chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh, cân đối, phòng tránh nhiều bệnh tật. Các chất chống oxy hóa có trong rau củ và trái cây có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, chống lại những gốc tự do. Các axit béo omega 3 có trong các loại hạt giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chất xơ trong rau quả kích thích nhu động ruột, tránh lâm vào tình trạng táo bón. 3. Tăng cường vận động trí óc. Ngoài việc vận động thân thể, người cao tuổi còn cần vận động trí óc để tránh lão hóa não sớm. Các cụ nên đọc sách, chơi cờ, xem TV, chương trình giải trí, khoa học vào thời gian rảnh rỗi, thậm chí là nên học cách sử dụng Internet, kết bạn Facebook. Khi bộ não phải hoạt động thường xuyên, nó sẽ tránh được những bệnh về nhận thức hoặc mất trí nhớ sớm. 4. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với người cao tuổi không mắc bệnh mãn tính thì mỗi năm nên kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 1 đến 2 lần với các xét nghiệm mỡ máu, tiểu đường, đo huyết áp. Còn với người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch thì cần đi khám theo đúng lịch của bác sĩ. 5. Tránh căng thẳng stress. Thư giãn nhiều hơn sẽ giúp người cao tuổi tránh được mệt mỏi, lão hóa. Bên cạnh đó tham gia việc nhà, việc làng xóm cũng khiến người cao tuổi thêm sức khỏe, thêm dẻo dai và giảm stress. Muốn làm chậm lại quá trình lão hóa sinh học thì phải biết kiểm soát stress, không để cơ thể rơi vào trạng thái stress. Trong thời gian dài, nên sống ôn hòa, lạc quan, quan tâm đến mọi người xung quanh, nên giao lưu gặp gỡ với bạn bè nhiều hơn. Và cuối cùng là tránh hút thuốc và uống rượu.
hút thuốc, uống rượu là những nhân tố chính tăng nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh như ung thư, lão hóa sớm. Mặc dù hậu quả không biểu hiện ngay lập tức, nhưng những thói quen xấu này làm giải phóng nhiều gốc tự do hơn. Đây là tác nhân gây ra nhiều chứng bệnh mãn tính như ung thư, đái tháo đường. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa để vạn sự hanh thông. Triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.